Ồ, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em đem cho các bác về một con xe lướt các bác nhá, con check lướt này. Lâu lắm rồi mới có con check lướt để quay cho các bác. Con này con Nick Caliber 9 các bác ạ, con này mới lấy của bên em luôn. Mới lấy cách đây được khoảng tầm hơn tuần các bác ạ. Mới lấy của bên em hơn tuần 10 ngày. Đó, con này con Nick Caliber 9 size ML màu nhám, logo đỏ. Cái màu này thì là màu mới các bác nhé. Cái màu này là màu của 2023 thì nó mới có màu này. Còn 2022 này nó có màu cam với màu xanh dương. Của cái màu 2024, bản 2024 thì nó chưa có. Đấy, màu đỏ đen. Mới đi được có 10 ngày các bác nhé. Cực kỳ mới luôn. Rất rất mới. Thông tin mua bán bên em có đầy đủ hết nhé. Tại vì anh lấy của bên em mà. Đó, mới như 10 cành, rất cả thèm chóng chán các bác ạ. Chơi của nhà anh có 8 con xe, hay liên tục luôn, hay liên tục tì luôn. Chung là người có tiền thì gọi là người ta suy nghĩ của người ta nó khác với mình các bác ạ. Đôi lúc là có những thứ người ta chỉ cần trải nghiệm thôi, người ta đề cao cái sự trải nghiệm hơn. Đó. Còn như mình thì là mua một chiếc xe thì cứ phải đi nó hỏng thì thôi thì nó mới thay đấy. Còn những cái bác mà tài chính cao thì các bác cái chủ yếu là sự trải nghiệm khá là nhiều. Từ trải nghiệm chúng ta mới có kiến thức kinh nghiệm đó. Không trải nghiệm thì không có kiến thức kinh nghiệm mà đó. Thì đi sơ lược qua một chút nhá. Con này thì zin 100% nhá, xe của bên em. Phanh này, quả này phanh này là con phanh, nếu nhớ không nhầm thì phanh này phanh M4000, đúng rồi các bác ạ. Phanh này là phanh Shimano M4000. Đó, tay bấm xả của SLX này, giò này, giò MT612, cùi đè XT này, xích này, xích con này cũng là xích M7001, lip bờ này M7001. Đó, có giò nó đây. Phuộc con này là phuộc dốc sốc gì con gôn nha các bác nhá. Dốc sốc gì con gôn. Đó. Có đề bonne này, khóa vai này. Phuộc này là phuộc hơi. Và các cái con gì con gôn này thì là nó sẽ có được cái tính năng là các lẫy như này. Tại vì nó là con nó có cả gì con bạc, tức là gì con silver ấy. Con này là gì con gôn cao cấp hơn. Đó. Có cả cọc yên tăng giảm nha các bác nhá. Có cả tọc yên tăng giảm sẵn trên xe này. Sẽ rất là cao. Con này thì bánh 29. Bánh 29 sử dụng lốp không xăm nhá. Sử dụng lốp không xăm. Xe thì đã được lắp chân trống rồi này. Đó. Xe đã được lắp chân trống rồi. Màu đỏ đen rất là đẹp. Giá mà các bác mua mới là sẽ là 41.900 các bác ạ. 41.900. Thì con này đi được 10 ngày. Chưa đến 10 ngày đâu. Chưa đến 10 ngày. Thì bây giờ cái giá để các bác mua được con này thì giá cực kỳ ok là 35.500 các bác nhé. Tiết kiệm ngay cho các bác được hơn 5 triệu. Thì mà các bác so với việc là các bác mua xe mới, mà con này thì gần như mới kinh con luôn. Đi được có 10 ngày rồi bác. Mà anh ấy là dân chơi xe, anh giữ xe lắm. Ngay từ hôm đầu tiên mua của bên em phát là đã bổ là bây giờ anh để lại cho thì chưa bao nhiêu phần trăm, hỏi thằng căng luôn. Hỏi luôn các bác ạ. Xác định là đạp một thời gian là bán luôn. Size ML các bác nhá, size ML dành cho các bác nào cao từ 1m72 đổ lên. Cao 1m72 lên. Có cọc yên tăng giảm này. Đây, em biểu diễn tí cho các bác xem nhá. Đây. Cọc yên này. Nó gọi là cọc yên thụt thò. Size ML các bác nhá, giá 35.500, em không chưa bao gồm phí ship các bác ạ. Giá là để dành cho các bác nào lấy đẩy cho nó nhanh ấy. Size ML xe mới kinh con. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhá.